Hòa trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết đoàn viên dành cho bệnh nhân. Chương trình nhằm sẻ chia khó khăn, động viên người bệnh khi Tết đến xuân về. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình vui Tết đón xuân cho bệnh nhân. Trong chương trình Xuân ấm áp Tết đoàn viên năm 2024, từ nguồn kinh phí của bệnh viện và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể cá nhân, ban tổ chức đã trao 450 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Mong muốn của cá nhân tôi cũng như là các nhà hảo tâm là được chia sẻ một cái phần cái điều kiện kinh tế của mình, dù không khó, không có nhiều, nhưng mà chúng ta chia sẻ để với một cái mục tiêu là động viên tinh thần, khích lệ tinh thần, để tất cả những người bệnh người ta cảm thấy là được xã hội quan tâm, được mọi người quan tâm, để họ vượt qua khó khăn, vươn lên để mà vượt qua bệnh tật. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động Xuân ấm áp Tết đoàn viên, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức gói bánh chưng tặng cho bệnh nhân, đồng thời tổ chức những chuyến xe đưa bệnh nhân về quê đón Tết. Hôm nay được bệnh viện tổ chức đưa xe đưa đón về ăn Tết cùng gia đình và cộng đồng, với lại cũng còn có phần quà. Nên là bác sĩ ở đây là chăm sóc bệnh nhân rất tận tình và chu đáo. Chương trình Xuân ấm áp Tết đoàn viên của Bệnh viện Ung bướu tổ chức hàng năm, thì mỗi dịp Tết đến xuân về với mục đích là không để ai bỏ lại phía sau, nhằm động viên chia sẻ với người bệnh để cho người bệnh vớt đi những cái nỗi đau về bệnh tật, giúp người bệnh được về quê đón Tết với gia đình một cách sum vầy và đầm ấm. Đối với những bệnh nhân mà nặng mà còn ở lại và nằm điều trị bệnh viện thì bệnh viện cũng sẽ tổ chức phát suất ăn miễn phí trong 4 ngày Tết. Với những hoạt động nghĩa tình, các nhà tài trợ cùng với Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã góp phần truyền nghị lực để những bệnh nhân vượt qua khó khăn, chiến đấu với bệnh tật, giúp họ ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về.